Đây là cái cách mà mình chuyển màu lên cái mặt này đang mặt mũi ca. Thì các bạn đâm kim xuống này, thay vì mình lấy cái sợi len màu cam mình ngoặt lên thì mình sẽ lấy sợi màu xanh. Sợi ngắn thì các bạn giữ lại và sợi dài thì đây ha. Đây các bạn cũng ngoặt dài như thế này. Đó, các bạn kéo lên, kéo qua kim. Sợi đầu tiên này thì nó sẽ hơi bị lỏng này, tí mình sẽ xử lý sau ha. Tiếp theo, mũi tiếp theo mình đang bình thường này, mình đâm kim xuống và mình đang màu xanh. Thì thay vì là mình ngoặt dây bằng sợi màu cam thì mình sẽ ngoặt bằng sợi màu xanh ha. Nếu mà các bạn móc đàm các bạn đang thú thì các bạn có thể trừ cái đoạn dây màu xanh dài một xíu để tí mình khâu luôn, hoặc là mình giấu mũi thì nó sẽ đẹp hơn ha, nó không có bị lộ đó. Đó, các bạn cứ đang bình thường thì nó sẽ ra. Đây bây giờ cái hàng mũi đầu tiên này nó lỏng thì các bạn chỉ cần gút lại. Đây, các bạn riết sợi màu cam và các bạn riết sợi màu xanh nè, các bạn gút lại bình thường thôi. Đó, như vậy là không tụt rồi. Bây giờ tiếp tục nha, mình đang hàng màu xanh nè, hàng này mình sẽ đang mũi P. Như vậy là mình đã chuyển được màu rồi. Chúc các bạn thành công nhé.